Thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay 30 tháng 7, dịch COVID-19 vẫn đang căng thẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ y tế vẫn đang cùng với các lực lượng nỗ lực xây dựng các trung tâm hồi sức tại thành phố này để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh. Cho đến ngày hôm nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 61 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16. Việc hạn chế người dân không ra đường sau 18 giờ được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên theo đánh giá của lãnh đạo thành phố thì từ 6 giờ đến trước 18 giờ, nhiều người vẫn ra đường dù không có lý do cần thiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ khi áp dụng chỉ thị 15 siết chặt theo chỉ thị 16, tốc độ tăng ca nhiễm bình quân một ngày đã chậm lại. Hiện thành phố chỉ tăng bình quân 1,5 lần một ngày so với lúc áp dụng chỉ thị 15. Trong 19 ngày thực hiện chỉ thị 16, bình quân thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 3.300 ca mắc mỗi ngày, trong đó phần lớn trong khu cách ly phong tỏa. Theo quy định, từ sau 18 giờ, người dân không ra đường được thực hiện nghiêm túc hơn nhưng từ 6 giờ đến trước 18 giờ thì nhiều người vẫn ra đường mà không có lý do cần thiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo thực thi triệt để chỉ thị 16, đặc biệt là từ sau 6 giờ sáng đến 18 giờ. Hiện thành phố Hồ Chí Minh dù tốc độ ca nhiễm chậm lại, tuy nhiên số ca mắc hàng ngày vẫn lớn do dịch đã lây lan sâu vào trong cộng đồng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, để kiểm soát được dịch bệnh có thể mất hàng tháng nên có thể sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa sau ngày 1 tháng 8.